Hi, Long mến chào cô chú anh chị em, chào các bạn nha. Hôm nay Long lên Long trộn đất. Có bạn nói là chị ơi, chị trộn giá thể sao? Rồi hôm nay Long lên Long trộn cho bạn xem ha. Sẵn hôm nay Long chia sẻ cái mùa hè này trồng dâu tây nó sẽ ra như thế nào. Và cái đất á, mà mình không có xử lý á, cái phân bò á, mà mình không xử lý á, cái mình đem lên nè lâu ngày cái quá trời mấy cái con cuốn chiếu con mà đỏ 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 đó nhiều lắm luôn. Con thấy mấy con nó con sợ. Rồi cái đất này lon xới lên ha, xới cho nó xốp xốp lên. Rồi đây thì Long bỏ phân bò. Ở trong đây cũng có ít rồi. Thì hôm bữa Long có đổ lên vừa đất và vừa phân bò. Nhưng hôm nay sẵn thì Long cũng đổ thêm một ít nữa nha. Tại vì nó không đủ. Trộn phân bò với đất thôi. Long trồng là Long trộn phân bò với đất. Trộn theo tỷ lệ. Cái mùa hè với mùa đông thì mình trộn nó khác nhau. Tại vì mùa hè là nó muốn giữ độ ẩm. Cho nên là mình trộn phân bò ít thôi. Cũng như là hai phần đất, một phần phân bò ha. Còn với cái mùa đông á, là nó muốn cho nó thoát nước nhanh á, thì một nửa đất một nửa phân bò ha. Đó là tỷ lệ ha. Còn mình trồng á, mình trồng lâu rồi cái mình quen á là cứ đại khái thôi, mà đặc điểm cái là phân bò á, là mình để cho nó hoai mục quá ha, nói chung là để lâu á, phân bò để lâu đó. Rồi mình trộn đều lên ha. Cái đất mới á, mình mới vừa trồng rau qua thì hay là trồng cái gì qua thì mình bỏ thêm ít phân vôi bột nè, cho khử trùng đất. Các bạn có thì bỏ cũng được, không có cũng sao ha. Bỏ ít thôi, mình trồng liền á, mình trộn ít thôi. Còn đất thì các bạn mà là xin được những cái đất mà trồng trồng rau qua rồi thì cũng rất là tốt. Còn không có thì đất mà người ta trồng bông, chậu bông rồi đó, mà chậu bông nó già, nó héo rồi đó. Rồi mình xin cái đất đó mình trồng cũng tốt lắm. Còn không có thì đất cát cũng được. Đó. Rồi trộn đều với nhau đó, vậy là mình trồng dâu thôi. Tại vì cây dâu đó, nó đặc điểm cái là nó không thích phân nhiều. Các bạn nhớ là trồng dâu đó, các bạn mà mới bước đầu vô trồng dâu á, Long khuyên các bạn đừng nên bỏ phân nhiều. Thì mới bước đầu trồng xuống thì chỉ trộn vậy thôi. Nó khi nào mấy cây dâu của mình nó ra rễ rồi, nó phát triển rồi thì mình hãy thêm phân nha. Mà nhớ là thêm phân ít thôi nha. Phân hữu cơ á, như phân trùng quế, phân bò đó thì các bạn thêm nhiều nhiều một chút không sao, nhưng mà nếu mà bỏ phân hóa học á thì ít thôi, một cây thì khoảng chục hạt đổ lại mỗi lần bỏ thì khoảng 2-3 tuần là các bạn bỏ một lần, như vậy thì nó tốt hơn. Chứ đừng có tham mà bỏ nhiều quá, bỏ nhiều quá nó dễ bị chết ha, nó sốc phân còn mấy rễ nó không ra cũng không chừng nữa đó. Cách lon trộn giá thể là trồng dâu. Bây giờ sẵn Lan trồng cây dâu. Cái cây dâu này là Lan cắt ra được hơn một tuần rồi nha. Cắt ngó xuống hơn một tuần. Lan để ở trong cái chỗ thoáng mát. Thì hơn một tuần thì cây nó to nó cao. Dâu này là dâu bạch kiết nè. Rồi cái ngó của nó, cái cây của nó mới ra, nó chưa phát triển đẹp lắm, ra ngó nhỏ nhỏ gì nè. Thì Lan cắt, Lan bẻ nó bỏ đi. Nó không lấy ha. Để nuôi cái cây cho nó to lên một chút xíu đi rồi hả, hả lấy ngó đó rồi mình trồng nó xuống. Tất nhiên là trồng thôi, bất cứ là trồng trồng ngó dâu hay là mình lấy ngó dâu, nó đều trộn giá thể như vậy đó. Rồi trồng cho nó sống xong rồi, cho nó phát triển rễ ra xong rồi mình hả thêm phân đó. Rồi nhớ trước khi trồng á thì trồng cây dâu là mình nhớ đừng lên lắp cái ngọn nha, là trồng tới cái cổ dâu thôi nè, nó đừng lòi rễ mà cũng đừng lắp ngọn, vậy là được rồi. Đây những cái chậu nhỏ nhỏ đây Long đi lấy lấy ngó dâu nữa nha, nó làm ít lấy ít ngó nè. Nó trồng dâu với lấy ngó dâu thì đa phần là Long trộn đất như vậy không à, nó không thêm cái phân gì nữa ha. Các bạn không có phân bò thì cho thêm phân trùng quế nè đó. Phân hữu cơ mà mình ủ qua rồi đó, nó rất là dễ trồng luôn. Còn mình lấy ngó thì
cũng như ở trong nhà nè, có ăn sữa chua nè, rồi uống nước ngọt nè, rồi có cái ly á, cái mình để dành lại, cái mình lấy Long cũng hay lấy, thường lấy cái ly gì nè, cắt cái lỗ với cái đít ly nè, nó cắt cho nó thoát nước, xong là cứ lấy thôi, cái ly cao cao gì nè, cái mình lấy thì để hơi lâu một chút xíu mới trồng, mới dời dời chậu, là cũng tiện cái nữa, nó cao cao gì nè, mình để cái ngó nào mà nó ra ngắn á, cái mình ghim xuống nó cao á, nó vừa luôn đó. Long đi kiếm ít ngó dâu Long lấy nha. Rồi giờ Long qua bên cây, đây là cái cây bạch tuyết trắng nè, nó vẫn còn trái nè, nó nhìn ngon không? Ê, lâu lâu cái lên chăm á, có dâu ăn. Ngọt quá trời ngọt luôn. Lấy cái ngó đây nha, như cái ly đây nè, nó cao quá, cái rất là tiện, nó thọng xuống gì nè, cái mình ghim cái ngó này xuống luôn, nó vừa đủ luôn đỡ phải để lên trên nó chật chỗ ha, còn cái nào nó không ấy thì mình mới để lên trên. Khi mà mình lấy ngó á thì lấy ngó sớm sớm ha, này cái như cây này thì Long lấy ngó quá trễ luôn rồi, nó ra bốn lá rồi mà Long mới lấy nè, thì cắt ngó á thì mình nhìn cái đít chậu khi nào mới rễ nó đâm ra ngoài thì hả lấy, chứ còn nếu mà nhìn cái lá thì như cái cây đây thì nó hơi 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 trễ lấy á, nó tới 5 lá thì rễ nó chưa đâm ra ngoài nhiều đâu, mình cắt sớm quá nó dễ bị héo ha, cho nên là khi mình lấy ngó thì mình lấy sớm sớm, nó vừa lúng cái rễ ra mình lấy thì mình nhìn cái lá nó dễ hơn, còn mà cái lấy trễ quá á ra bốn bốn cái lá rồi mình mới ghim cái ngó nó xuống thì cái này khoảng hơn 1 tuần nữa thì mình mới cắt ngó được, mà khi hơn 1 tuần thì nó ra tới 5 6 lá rồi, nó chưa ra rễ nhiều đâu, còn mình cắt thì nó sớm quá nó dễ bị héo. Rồi cái khi vô mùa này á thì đa phần thì Long có xịt thuốc nha, như cái ngó thì mình lấy nè, xịt chút xíu thuốc vô cho nó, chứ không là nó đen nè, cái này mình chưa có lấy ngó mình chưa có xịt đó, cái ngó nó đen thui luôn à, xịt một chút xíu thuốc cho nó, những cái ngó này quá trời luôn, nó ăn đen thui luôn, cho một chút xíu nữa. Rồi Long quay qua đây Long cắt những ngó bên đây, cái ngó này nè hôm bữa Long có lấy rồi nè, lấy xong rồi cũng có xịt thuốc nha, khi mình Long lấy ghim ngó xuống á là có xịt thuốc nè, thì nó đỡ được nè, thì chỉ đợi cái lá non nó mọc ra thì mình không có bị mấy con chỉ nó ăn thôi, chứ còn lá cũ á nó vẫn đen ha. Đó. Rồi cái cây này thì được 4 lá rồi nè, sắp sửa ra thứ năm thì được 4 lá rồi, thì lấy thì mình lật cái đít lên, nếu mà cái đít chậu nó ra rễ á, đây cây này nó đâm rễ ra ngoài rồi nè, thì mình có thể cắt được rồi ha. Ở trong cái chân cây nè, cái ngón này mình cắt bỏ luôn. Đấy. Cái đây cũng vậy, cũng ra rồi. Mình cắt luôn. Cây đây cũng vậy nè, rễ nó đâm ra ngoài. Nó đâm ra ngoài nó đụng với cái nền á. Cái rễ nó héo đi, tại vì tới mùa nắng đó, nóng quá mà đụng xuống cái nền thì nó nóng quá mà nó bị chỉ nó đeo nó đen hết trơn đó. Rồi những cái ngó này mà mình cắt xuống ha thì mình cũng nên xịt thuốc ha, cắt xuống xong rồi mình xịt thuốc cho nó, xịt thuốc xong mình đem vô chỗ mát mình để 1 tuần ha, 1 tuần rồi mình hãy đem ra ngoài nắng, mình hãy đem đi trồng, mình đem để ra ngoài nắng. Thôi như những cái cây mà đang mới trồng xuống á, Long đem để ý cái nền đây nè, cái này Long để hẳn ngoài nắng luôn nha, chứ không có để trong mát, tại vì mình cắt xuống á là mình để 1 tuần 2 tuần rồi,
thì rễ nó đã cứng cáp rồi, không có sợ nữa, trồng xuống là để ngoài nắng luôn. Sẵn cái lon cho cả nhà xem đi, cái cây mà mình mới trồng xuống thì nó ra sao, và vô cái mùa này thì trồng nó như phát triển như thế nào. Rồi, đây cho các bạn xem, đây là cái cây dâu Nhật Hanna. Đó, trồng thì đang trồng chắc cũng hơn 1 tuần 2 tuần rồi đó. Nó trồng xuống thì trong cái mùa này á, mình lấy ngó sớm rồi mình trồng xuống là chỉ ra ngó thôi. Ít có khi ra bông ra trái lắm. Thì mình trồng số lượng nhiều thì cũng có 1 2 cây nó sẽ ra bông ra trái. Còn đa phần là ra ngó nha. Rồi cái khi mà trời ổng mưa á thì mình nên thường xới đất cho dâu ha. Mấy cái chậu đây làm 2 3 ngày trước á, trời ổng có mưa mà Loan chưa có kịp xới nè. Các bạn mà dâu các bạn mà bị mắc mưa á thì nên xới đất, tại xới đất lên á cho cái bề mặt nó xốp để cho nó thoáng khí ha, chứ không mà trời mưa xuống mà ở trên bề mặt nó cứng á thì cái rễ dâu mình nó bó chặt quá, nó không có thoáng khí được á, thì cái rễ dâu nó không phát triển được ha. Rồi nhiều khi nắng lên mình tưới nước nó cũng không có thấm xuống nữa. Cho nên là phải xới đất, thường xới đất cho nó thì tốt nhất nha. Khi mà cái cây dâu của mình mà lâu quá không có bỏ phân á, rồi cái sẵn này mình xới nè, cái mình bỏ phân vô luôn. Còn nếu mà có bỏ rồi thì thôi. Đó, chậu nào cũng cũng xới gì nè. Cứ mưa qua là phải xới đất lên vậy đó. Là cái dâu của mình nó phát triển tốt lắm. Nếu mà không xới là nó không có thoát, không có thoáng á, rồi nó không có cái rễ cái dâu á, nó không có thoát khí được á, là nó ra không có tốt. Cho nên là thường thường mà trời mưa xuống là nó hay xới đất. Đó. Và những cái ngó đây nè thì Long mới trồng sau khoảng 1 tuần 2 tuần thôi chứ không có lâu. Nó giờ nó đang ngang ngó nữa không, rồi chỉ á, đeo cũng rất là nhiều luôn. Cho nên vô trong cái mùa này á, các bạn cũng nhớ ha, là xịt thuốc cho dâu ha. Nếu mà trồng nhiều quá hay là không kiểm soát được á thì nên xịt thuốc nha. Như lon là lon trồng nhiều quá ha, không có kiểm soát được là nên xịt thuốc. Không xịt thuốc là nó ăn đen lá hết trơn à. Những cái cây ngó này á thì lon cũng mới trồng đây thôi nè, thì giống này giống như là giống Nhật Hanna nè, rồi dâu bạch tuyết nè, với cái giống dâu mà hàng xóm cho mà nó chín có cái trái cái đuôi nó nhọn nhọn đó, nó thấy ăn nó ngọt á, cho nên là Loan lấy nha. Giờ Loan đi bỏ mấy cái ngó mới vừa cắt nè. Mới vừa cắt ngó xuống thì là thường hay Loan đi tưới nước ha. Loan xách Loan nhúng luôn trong cái thùng nước gì đây nè, rồi nhúng xuống xong rồi á cái mình xịt thuốc cho nó. Thì mỗi lần cắt ngó á, cắt xong cái mình tưới nước cho nó, tưới cho đậm. Xong rồi mình xịt thuốc cho nó, rồi đem vô trong mát để 1 tuần ha. Đây, đây là những cái chỗ mà Lon lấy ngó nè. Đó. Mấy chậu bên đây thì Lon ấy lấy trước nè, trồng được hết rồi đó. Nhưng mà chưa có trồng, chưa có thời gian trồng. Xịt thuốc cho nó. Chứ không là nó ăn đen lá hết. Cho nên là phải xịt thuốc. Vô mùa này xịt thuốc, không xịt thuốc để kiểm tra không có kỹ á là nó ăn dâu tội lắm, nhìn nó bị đen mà thấy thương vậy đó. Đó, mấy ngó như đây cũng vậy nè. Rồi cho cả nhà xem, cả nhà biết cái này cái gì không? Hay đây là cái cây bông su đũa ha. Đó, bông su đũa đang đi công viên á, công viên Minh Đài đây á, thì nó thấy họ có trồng không biết giống ở đâu, nhưng mà họ nó thấy có trồng á, cái xong cái thấy có hột già, cái đem về ươm 10 hạt luôn đó, mà nó ươm lên chỉ có một cây thôi nè, nó bên đây được bao cao đây nè, để 1 2 ngày nó đem lên em lên lon trồng nha. Rồi đây đây là nho đó, nho này là nho, cái cây đây hình nho bằng hạt hay là bằng nhánh không biết, lon quên rồi. Còn ở đây thì bằng nhánh nè, nhánh lon đem lon ghim xuống á rồi nó lên nè. Một cây, hai cây, mấy cây này chắc không lên được 2 cây rồi. Cây đây là cây mâm xôi nè, Loan cũng tự lấy giống ra luôn nè, trồng xong rồi lấy giống ra luôn nè, bởi vì Loan nói hả, ai mà bán giống cho Loan được 1 lần thôi tại vì lấy ra bán được 1 lần thôi, còn nhiêu là Loan tự lấy giống Loan trồng không à, không có cần mua nữa. Đó, cây mâm xôi đây, để cho nó lớn lớn rồi Loan trồng xung quanh
cái sân thượng xung quanh cái thềm á, cũng như bên hông nè, cái bên hông này nè, nó trồng vòng 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 cho nó bò ha. Đó. Rồi hôm nay cũng lên cũng chia sẻ cho các bạn mà mới trồng dâu, mà bắt đầu vô trồng dâu, chưa biết cách trộn giá thể và chưa biết cách chăm, cách trồng như thế nào, hay là lấy ngói như thế nào, Lân Lân cũng chia sẻ cho các bạn xem và tham khảo nha. Rồi chúc các bạn thành công nha. Hôm nay Lân chia sẻ tới đây. Chúc cô chú anh chị em, chúc tất cả mọi người cuối tuần thư giãn vui vẻ và được nhiều sức khỏe nha. Lân tạm dừng video ở đây. Bye bye.